Xin chào tất cả mọi người. Khu dân cư Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị gọi là đáng sống bậc nhất tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và toàn quốc nói chung. Thì tại đây thì tổng quy mô của khu dân cư này lên đến 400 hecta, và tại nơi đây thì có rất là nhiều người trên quốc gia khác nhau gọi là sinh sống ở đây, là kinh doanh mua bán làm văn phòng. Cụ thể đó là có Hàn Quốc nè, Đài Loan, Singapore, rồi rất là nhiều quốc gia khác có mặt tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng. Một điều đặc biệt là tại đây thì những căn hộ nè, shop house nè, nhà phố gọi là cho thuê mua bán rất là sầm uất luôn. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với quý anh chị review đánh giá lại những cái căn shop house mặt tiền của những cung đường rất là đẹp tại Phú Mỹ Hưng có những cái ưu điểm nào và cho thuê với mức giá phù hợp như thế nào nhé. Rồi, theo chân Phước Sửu mình review đầy đủ và bay live cam để xem khu dân cư này. Rồi, mọi người cùng với Phước Sửu di chuyển vào khu Nam Thiên 2 nha, dọc theo đường Hà Huy Tập. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một căn nhà khá đẹp trong khu này. Với vị trí của căn nhà là căn góc hai mặt tiền, diện tích là ngang 7,5 nhân cho 18. Đây là thiết kế dạng theo căn hộ dịch vụ nha quý chị. Và hiện tại như mọi người nhìn thấy thì căn nhà xây khá đẹp, và xung quanh nhà đã có gần như xây dựng full 100% rồi. Một khu gọi là biệt thự song lập khá đẹp tại Phú Mỹ Hưng. Căn nhà tại Nam Thiên 2 này thì thiết kế theo dạng như căn hộ dịch vụ, nên nó là cho thuê giá rất là cao, tổng thu nhập là khá cao nha quý chị. Thu nhập của căn nhà này là khoảng là 5.000 đô một tháng luôn. Thì quý anh chị mà cần gọi là kinh doanh về căn hộ dịch vụ nè, nhà cho thuê nè, hoặc đó là quý anh chị cần về đó là nhà ở mà cần có nhiều phòng toilet bên trong, thì căn nhà của bên Nam Thiên 2 bên cái chỗ Hà Quy Tập này là một cái cơ hội cho quý anh chị. Có tổng cộng lên đến 12 phòng và có toilet riêng từng phòng luôn, nội thất khá đầy đủ luôn. Đấy, một căn hộ dịch vụ khá đẹp. Nói về khu dân cư Nam Thiên 2 là một khu dân cư tại khu dân cư Phú Mỹ Hưng, và một khu gọi là biệt thự song lập. Một khu dân cư có nhiều hồ, có nhiều sân vườn thoáng mát nè. Khu này có hồ bơi của khu dân cư luôn nha quý vị. Và một khu dân cư được bảo vệ an ninh 24/7 luôn. Ở đây thì những cái bảo vệ ở đây là túc trực thường xuyên, nên là hạn chế việc là mất cắp nè, rồi xe cộ lưu thông qua lại thì cũng không có ồn ào náo nhiệt lắm, nên khu này là một khu gọi là ở rất là yên tĩnh. Quý chị cần thêm thông tin về cái căn nhà cho thuê tại khu Nam Thiên 2 và Hà Quy Tập thì inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới. Đồng thời quý anh chị đăng ký subscribe kênh, like và comment những cái yêu cầu của quý anh chị cho Phước Sửu, để Phước Sửu tổng hợp những thông tin về đưa cho quý anh chị những video phù hợp và những cái sản phẩm để cho chị lựa chọn Phú Mỹ Hưng là một nơi gọi là đáng sống và một nơi gọi là kinh doanh phát triển buôn bán phù hợp với lại cái tình hình kinh doanh của bên mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.